Hòa chung không khí tưng bừng, thầy và trò cả nước đón chào năm học mới. Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2023, Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Lăng Chánh long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới và đón nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Dự lễ khai giảng có đồng chí Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, chùa Hồi Long Hoàng Hóa, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thị trấn Lăng Chánh. Năm học 2023-2024, Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Lăng Chánh có 15 lớp với 620 học sinh, trong đó có hơn 200 em học sinh lớp 6. Toàn trường có 29 cán bộ giáo viên, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Những năm qua, công tác giáo dục đại trà và mũi nhọn tại nhà trường luôn được chú trọng. Chất lượng giáo dục của nhà trường luôn nằm trong những trường top đầu của huyện. Nhiều giáo viên và học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi. Đặc biệt trong năm học 2022-2023, nhà trường có 3 học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, học sinh giỏi thể dục thể thao cấp tỉnh, 1 giải khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, 2 dự án khoa học kỹ thuật tham gia dự thi sáng tạo cấp tỉnh và được chọn dự thi cấp trung ương. Đội tuyển của nhà trường đại diện cho học sinh trong huyện tham gia cuộc thi Robotics toàn quốc năm 2023 và đạt thứ hạng 18 trên 15 đội tuyển toàn quốc tham gia hội thi. Dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện đã trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Lăng Chánh vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2022-2023. Có một cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. UBND huyện Lăng Chánh cũng trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 3 cá nhân và 19 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2022-2023. Ban giám hiệu nhà trường cũng đã trao thưởng cho học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi. Tại lễ khai giảng, đại diện chùa Hồi Long Hoàng Hóa cũng đã trao tặng thầy và trò nhà trường 1.000 cuốn vở viết và nhiều xuất quà ý nghĩa trước thềm năm học mới 2023-2024. Trong buổi lễ khai giảng, thầy và trò nhà trường cũng nhận được sự quan tâm sâu sắc của hội cha mẹ học sinh đại diện các khu phố trên địa bàn với những phần quà ý nghĩa động viên thầy và trò trước thềm năm học mới. Hãy luôn xác định học tập là nhiệm vụ, thầy cô cha mẹ và đất nước luôn quan tâm tạo những điều